Đâu ai định nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu một buổi chiều vào chuồng ngắm chim đang đạp mái và ta định nghĩa đó là yêu. À vâng, mình đùa tí thôi anh em. Hôm nay một clip cũng rất là đặc biệt đây. À, các bạn cũng có thể thấy là trước mắt các bạn đó là một con chim bồ câu nó đang bị đậu anh em ạ. Thì có một cái chị cũng cách nhà mình cũng ở 10 cây số, thì chị nói mình là sang giúp chị mua bồ câu người ta ở chợ về, bây giờ chim bồ câu nó bị đậu thì bây giờ mình sang mình hỗ trợ, giống kiểu là gọi điện thoại cho người thân anh em ạ. Thì cái việc chim bồ câu bị đậu thường nó xảy ra ở rất là nhiều hộ gia đình nuôi anh em ạ. Thì anh em có thể thấy là con chim bồ câu này nó bị đậu mà lan vào trong miệng rồi, là cái ca này cũng đang là rất là nặng anh em nhé, ca bệnh này là nặng đấy. Thì trước hết là anh em phải dùng cái vật mềm, nó là cái tăm anh em làm sao để cậy cái cục đậu ở trong miệng ra, và anh em phải cậy nó ra hết anh em nhé, mình phải cậy hết sạch luôn, ở trong miệng nó có bao nhiêu đậu mình phải cậy hết. Thường thường như là bệnh đậu á, nó hay mọc ở mắt hoặc là những cái bộ phận bên ngoài cơ thể á, nhưng mà bệnh đậu nó đã lan vào trong miệng là ca bệnh này rất nặng, nên anh em phải chữa trị cho nó thật hiệu quả. Nên cái chị này là nuôi bồ câu là cũng nuôi một số ít thôi, nhưng mà để bệnh đậu này là cũng là khá là nguy hiểm rồi. Nếu mà không chữa trị kịp thời thì con chim bồ câu này cỡ tầm khoảng 10 ngày nữa thôi là chết anh em ạ. 10 ngày nữa là nó sẽ biến chứng theo những cái dạng khác, là bị ho khù khì này, rồi bị đờm, và có khả năng nữa là bị nấm diều anh em ạ. Nó sẽ liên quan đến rất nhiều bệnh khác nhau. Và hôm nay thì mình cũng đến đây mình chữa cho cái chị này làm sao để con chim bồ câu này nó sống anh em nhé. Đây, khi mà anh em cậy xong hết cái đậu ở trong miệng thì anh em nhỏ thuốc và cho nó uống anh em nhé. Đối với những con nào mà nó cơ bản bệnh nặng thì mình cho nó uống luôn. Thì đây là cái loại thuốc mà mình cho nó uống anh em này. Đấy, anh em xem nhãn mác nhé, VT Neocoli nhé. Thì anh em có thể mua cái loại thuốc này ở trên thị trường, cũng như là những cái chỗ mà bán thuốc mà cho động vật đấy. À vâng, thì mình xin tạm ngắt video một chút xíu. Thì bây giờ mình sẽ nói cho toàn thể anh em, cũng như là những cái người mà nuôi bồ câu, và không riêng gì nuôi bồ câu anh em nhé, có thể nuôi bồ câu này, nuôi chim chích này, nuôi gà này, là cũng có thể là những con vật nuôi của mình nó bị bệnh đậu đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi có một chút cái gọi là cái kiến thức để anh em có thể hiểu rõ là con chim bồ câu của mình ra đâu và nó bị bệnh đậu anh em nhé. Thì ở trên cái fanpage của mình là Nông Dân Làm Giàu đấy, cũng như là kênh YouTube của mình, kênh YouTube mình chưa làm về cái loại bệnh đậu anh em nhé. Tại vì cái mùa mưa này á, thì cũng một số anh em gọi điện hỏi mình về cách chữa bệnh đậu á, thì mình cũng có những cái kiến thức của mình, thì bây giờ mình thông tin cho anh em luôn. Thứ nhất á, là cái bệnh đậu anh em ạ, nó thường xảy ra vào mùa hạ và mùa xuân anh em nhé. Khi mà nhiệt độ và độ ẩm cao đấy, thì anh em có thể hiểu rõ này, bệnh đậu nó xuất phát từ đâu. Thứ nhất là bị muỗi cắn anh em nhé, có thể là nguy cơ mà nó lây lan nhiều nhất đó là do muỗi cắn. Những người mà họ ban đầu họ nuôi chưa quen anh em, thì họ cứ nghĩ là bệnh đậu chắc là nó do một cái loại di truyền hay là một loại virus hay như nào đó tấn công, chỉ nó xảy ra một số cặp có những di truyền chẳng hạn. Nhưng mà bệnh đậu á, nó lây lan theo đường mạnh nhất là do muỗi cắn. Thì bây giờ mình phân tích cho anh em luôn. Đó, thứ nhất là khi mà mũi cắn thì nó tạo ra là cái mụn đậu anh em nhé. Và nó thường là xảy ra ở những phần mà nó không có lông á, ví dụ là ở khóe mắt anh em này, khóe mắt, hoặc là ở cái gà thì nó hay ở phần mào á, và quanh mắt và ở chân của con chim bồ câu anh em nhé. Và nó do một cái loại virus nó gây ra, nói chung là cái tên của nó là tên khoa học đấy. Thì nói chung là hầu như tất cả các loại gia cầm đều có khả năng bị bệnh đậu. Thì tỷ lệ chết cho cái loại bệnh đậu này cũng nói chung là cũng khá cao nhé, mình không đùa đâu nhé. Bệnh đậu là tỷ lệ chết của nó khá cao, và nó thường xảy ra ở những cái con vật nuôi nằm ở độ tuổi từ 1 đến 3 tháng ấy. Tại vì sao? Khi mà con chim bồ câu hoặc là các loại vật nuôi của mình nó còn non á,
từ độ tuổi 1 đến 3 tháng là nó đang trong cái quá trình nó hoàn thiện cơ thể nó, và nó bị virus bệnh động tấn công thì nó thường là cái tỷ lệ chết rất là cao. Thì như mình cũng đã nói là cái đường lây lan mà mạnh nhất của nó là do muỗi đốt, và với có một cái điều nữa là nó lây lan là qua cái việc nó là xây xát ở những cái bộ phận cơ thể con vật nuôi của mình nhá. Rồi đây thì mình nói luôn là triệu chứng của bệnh đậu đó là các anh em phải để ý kỹ, đó là mụn mọc ở bắt đầu khi mà nó khởi phát bệnh nhé. Thường thường nó sẽ có thời gian nó ủ bệnh em nhé, và khi nó khởi phát lên á thì nó sẽ có những cái mụn li ti á, nó mọc ở khóe mắt này, nó mọc ở mỏ này và mọc ở chân đó. Thì anh em để ý kỹ nhé, khi mà con chim bồ câu của mình cho nó ăn á thì mình cũng quan sát kỹ là cái cơ thể nó như thế nào để mình có cái biện pháp mà chữa trị cho nó sớm nhất á. Chứ mà nhiều khi mình để nó nặng quá rồi mà động nó vô bên trong miệng hoặc là vô bên trong cơ thể của nó, bên trong những cái phần mà ở bên trong cơ thể, thường mình sẽ rất là khó cứu con bồ câu của mình. Đặc biệt có một cái nữa là nguy hiểm, đó là nó mọc ở mắt ấy, thì nó sẽ khiến cho con vật nuôi của mình nó bị mù anh em ạ. Bị mù là coi như là thôi hỏng rồi. Và khi mà nó đậu nó tấn công vô bên trong miệng ấy, thì nó sẽ khiến con bồ câu của mình nó bị viêm họng, và nó sẽ ra tình trạng nó lở loét rất nhiều. Như cái video lúc nãy mình có cho anh em xem, đó là con chim bồ câu của cái anh cái hộ gia đình kia là nó bị đậu lan vào trong cuống họng rồi. Thì nói chung là nếu mà mình biết cách chữa trị cho nó kịp thời thì mình vẫn cứu được nó. À, cái này là mình đang bôi thuốc xanh cho bồ câu đây anh em ạ. Mình bôi thuốc xanh methylene nhé, vô trong cái vùng nó bị đậu ấy. Thì cái loại thuốc này nó có một cái đặc trị, đó là trị thẳng sát trùng đối với những cái vùng bị đậu đấy. Thì anh em bôi bôi xong rồi 3 ngày sau anh em bôi tiếp anh em nhé. Bôi khi nào mà thấy con chim bồ câu của mình nó khỏi đấy thôi. Tại vì thường trong 3 ngày mà những cái nốt nó anh em bôi xong nó sẽ rụng. Nó sẽ rụng, đặc biệt là ở vùng bồ câu thường nó hay ở bị ở vùng mắt anh em nhé. Thì anh em bôi thì sau đó thì nó cũng sẽ rụng thôi. Nói chung là bệnh đậu thì nó cũng khi mà mình cứu chữa kịp thời thì nó cũng không nghiêm trọng lắm đâu anh em ạ. À, và ngoài cái việc mà cho bồ câu uống thuốc mà khi đậu nó lan vô trong cơ thể của nó và bôi thuốc ngoài da bằng cái thuốc xanh methylene đấy, thì bây giờ mình sẽ thông tin cho anh em cụ thể về cái việc mà cái cách để phòng tránh cũng như là cái cách làm sao để bảo vệ tốt nhất cho cái đàn chim bồ câu của mình. Thì cái cách phòng bệnh tốt nhất anh em có thể biết là lúc nãy mình nói đấy, đó là lây lan mạnh mẽ nhất qua đường đó là muỗi đốt. Chính vì thế nên cái chuồng trại của anh em thứ nhất là phải sạch sẽ anh em nhé. Mình cái chuồng trại của chim bồ câu của mình thì mình cũng quay rất nhiều cho anh em rồi. Anh em có thể thấy là thứ nhất là chuồng trại chim bồ câu của mình rất là sạch sẽ, và cái chuồng trại của anh em cũng phải xây dựng nó nhất là kiên cố là chắc chắn rồi. Cái thứ hai là xung quanh chuồng trại anh em phải phát quang đi, nó giống như kiểu là hạn chế tốt nhất cái khả năng sinh sản cũng như là những cái khu vực mà muỗi nó có thể ẩn nấp cũng như là nó sinh sản, để nó buổi tối khi nó tấn công cái đàn chim của mình nhé. Thì đó là cái biện và cái cách phòng tránh về cái điều kiện tự nhiên ở xung quanh cái chuồng trại của mình. Và còn có một cái nữa, đó là ở trong bên trong chuồng trại anh em nhé, thì anh em có thể cứ đến mùa anh em có thể phun thuốc anh em, phun thuốc diệt muỗi để hoặc là đốt nhang muỗi anh em nhé. Còn mình có thể đốt nhang muỗi luôn ở những cái khu vực ví dụ như là ở ngóc ngách gì đó, mình đốt nhang muỗi thì mình có thể hạn chế được cái việc mà muỗi tấn công. Và có một cái nữa, đó là cái chắc chắn là cái bệnh nào đi chăng nữa thì nó cũng do virus gây ra. Thì cái việc mà chim bồ câu á, khi anh em mua ở những cái trại khác á, thì mình cũng không biết như thế nào, nhưng mà anh em cũng nên tìm hiểu kỹ. Thứ nhất là các loại vaccine, anh em hiểu đơn giản là con vật nuôi gì cũng vậy, nó phải có ban đầu cũng phải có vaccine hoặc là như thế nào đó thì con giống của mình nó mới phát triển tốt được. Ví dụ như là anh em mua ở những trại khác, anh em có thể tìm hiểu là bồ câu của mình có vaccine đầy đủ hay chưa hoặc là như thế nào đấy. Và có một cái nữa này, có thể là khi mà anh em mua đó là chim giống cũng khá tốt rồi, không bị bệnh không bị tật gì cả, nhưng mà khi anh em mua về anh em nuôi ở trong cái
cái điều kiện mà nó bị thay đổi ấy, di chuyển từ khu vực này di chuyển đến khu vực khác, là có nghĩa là cái điều kiện sống nó thay đổi rồi, nó cũng phải thích nghi lại từ đầu đối với cái chuồng trại của nó, cái ngôi nhà mới của nó, giống kiểu là một chuyển đến một nơi hoàn toàn khác xa lạ. Thì anh em cũng phải hiểu là thứ nhất cái điều kiện nào đó, ví dụ nó có virus, có tồn tại virus chẳng hạn, hoặc là có tồn tại muỗi rất là nhiều những mùa mưa, thì khả năng nó bị tái phát bệnh nó rất là cao. Tại vì anh em cũng hiểu đơn giản này, mình đi chẳng hạn, mình cũng tiêm vaccine, mình có tiêm vaccine đầy đủ, nhưng mà khi mà mình cũng vẫn bị bệnh chứ, đúng không, mình cũng vẫn bị bệnh, nhưng mà cơ bản như là mình không biết cách phòng tránh, hay là mình sức đề kháng của mình không tốt, thì mình hoàn toàn có thể bị căn bệnh này nó quật lại. Chứ không có nghĩa đồng nghĩa là mình chim mình khỏe có nghĩa là nó khỏe 100%. Quan trọng là cái khu vực nuôi của anh em đấy nó đảm bảo được những điều kiện như thế nào. Tại vì khi mà mình chuyển chim cho khách hàng của mình nhé, thì mình đều hỏi là cái điều kiện ở chỗ anh hoặc là chỗ của chị nuôi như thế nào. Nếu mà ví dụ là ok, thông thoáng tốt á, thì chắc chắn là con chim đấy trưởng thành 100%, đẻ tốt này, nuôi con tốt này, và không bị bệnh. Nhưng mà có những anh em khác, ví dụ là nuôi ở những khu vực như là anh em biết là khu vực miền Tây hay có muỗi, thì mình hỏi là ở chỗ của bạn là có thoáng mát hay là như nào không. Nếu có muỗi thì mọi người phải là phòng tránh, cũng như là phát quang cái khu vực làm sao để con chim bồ câu của mình sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Thế nên mình hay nói với anh em đó, là kênh nông dân làm giàu của mình là một cái địa điểm thứ nhất là mình lên đây mình trao đổi thông tin với anh em. Mình hoàn toàn có những kiến thức về chăn nuôi để làm sao đó mình cung cấp cho anh em rồi cùng nhau để làm giàu và phát triển thôi. Tại vì cơ bản như là anh em thử thấy là bây giờ anh em có thể lên những cái kênh thông tin, anh em xem truyền hình, anh em hoàn toàn có thể cho mình những kiến thức. Nhưng mà cái kiến thức mà thực tế nhất đó chính là chúng ta học lẫn của nhau thôi. Nên là mình cũng hy vọng là những kiến thức của mình có thể đem lại cho anh em một cái, thứ nhất là một cái góc nhìn mới. Tại vì chữa bất kỳ một cái bệnh gì á, thường thì mỗi người có một cái cách trị khác nhau. Nhưng mà ví dụ như là ở chuồng trại của những anh em khác thì chữa bằng thuốc khác, cái cách phòng bệnh khác. Nhưng mà ở trại của mình á, thì mình thấy nó rất là hiệu quả luôn anh em ạ. Chim của mình thì mình cũng hay đăng video cho anh em xem đấy. Không, thứ nhất là không bệnh tật này, không có bất cứ một bệnh gì. Cái thứ hai là sinh trưởng và phát triển cực kỳ tốt. Một con chim bồ câu ti tan thái siêu thịt của trại mình thì có thể nuôi đến 3 đến 4 con cùng một lúc luôn anh em ạ. Nó rất là hiệu quả luôn. Nên anh em xem video hoặc là anh em tiếp cận một cái kênh thông tin nào đó thì anh em hoàn toàn có một cái gọi là anh em có một cái so sánh hoặc phản chiếu đối với những cái kênh khác để anh em có thể là có một cái nguồn kênh thông tin tốt nhất cho mình. Và ở những video sắp tới thì mình cũng, tại vì mình biết được tâm lý của anh em rồi, là anh em muốn có những cái video để cung cấp kinh nghiệm. Mình chắc chắn mình nói đúng luôn, tại vì trước đó là mình cũng làm video khá nhiều rồi, mình cũng căn cứ vào cái lượng theo dõi của anh em, là lượng xem của anh em, mình cũng phần nào mình hiểu được là anh em có khúc mắc hay là những cái cần bổ sung thông tin gì ở trên đó, thì mình cũng thuận theo yêu cầu của anh em và cũng là cái sở thích của anh em. Mình là một người luôn chiều theo cái mong muốn và cũng như là cái mong muốn thỏa đáng anh em nhé. Chiều theo mong muốn thỏa đáng và cần thiết của mọi người thì mình sẽ làm theo. Và sắp tới thì mình cũng sẽ làm về những cái căn bệnh thường gặp ở những cái loại gia cầm hoặc là chim bồ câu. Tại vì ở trên bất cứ khu vực nào, ví dụ là anh em có một cái chim anh em bị bệnh như nào thì hoàn toàn có thể alo mình đến mình chữa trị cho anh em luôn. Và như cái video hôm nay anh em có thể thấy là mình đi mình chữa cho chim bồ câu bị bệnh đậu của một cái chị kia, đúng không? Rất hoàn toàn là mình chữa miễn phí cho anh em này, mình chỉ cách làm sao để anh em bảo vệ tốt nhất cho đàn chim của mình này. Và video của mình hôm nay đến đây thì cũng xin tạm dừng anh em nhé. Và cũng hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ kênh Nông Dân Làm Giàu của mình ở những video sắp tới. Rồi, cảm ơn mọi người.